Lời Chúa trong sách công vụ tông đồ, chương 1 từ câu 1 đến câu 26 Thưa Ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức giê -xu làm và những điều người dạy, kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ thánh thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang ghi dùng bữa với các tông đồ. Đức giê -xu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông do an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong thánh thần. Bây giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng, Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp, anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngữ xuống trên anh em. Bây giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem. Trong khắp các miền Judea, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói, Hỡi những người Galilei, sao còn đứng nhìn trời Đức Giêsu, đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Bây giờ các ông từ núi gọi là núi Liêu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngủ. Đó là các ông Pedro, Gioan, Giacobê Andre, Philippe, Thomas, Bartolomeo, Matthew, Jacobe, con ông Anfe, Simon thuộc nhóm quá khích và Juda con ông Jacobe. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Trong những ngày ấy, Ông Phêrô đứng lên giữa các anh em, có khoảng 120 người đang họp mặt. Ông nói: "Thưa anh em, lời kinh thánh phải ứng nghiệm, lời mà thánh thần đã dùng miệng vua David để nói trước về Judah, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giêsu. Y đã là một trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. Vậy, con người ấy đã dùng tiền công của tội ác mà tậu một thửa đất y đã ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng, lòi cả ruột gan ra. Điều đó, mọi người ở Jerusalem đều biết, khiến họ đặt tên cho thửa đất ấy là ha can da -ma. theo tiếng của họ nghĩa là đất máu. Thật thế, trong sách Thánh Vịnh có chép rằng, ước gì liều trại nó phải tan hoang, không còn ai trú ngụ, và ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó. Vậy phải làm thế này, có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian người sống giữa chúng ta. Kể từ khi người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời, một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng người đã phục sinh. Họ đề cử hai người, ông Joseph biệt danh là Ba-sa-ba, cũng gọi là Justus và ông Matthia. Họ cầu nguyện rằng, Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người. Giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ tông đồ. Chỗ Judah đã bỏ để đi về nơi dành cho y. Họ rút thăm, thăm chúng ông Matthia. Ông được kể thêm vào số 11 tông đồ. Tạ ơn Chúa!